Chào tất cả mọi người và đặc biệt nhất là các chị em phụ nữ. Vâng, trong những năm vừa qua thì TT đã có rất là nhiều channel, và cái channel chính TT Hồng Anh là TT để dành để post những cái music video của mình. Nhưng năm nay thì có những sự thay đổi và TT sẽ quyết tâm dồn hết sức lực để chú tâm vào cái channel chính này, từ những cái channel hai lúa channel về đời sống hoặc là thức ăn, những cái content khác thì TT sẽ gom hết về đây và để cho một cái channel TT Hồng Anh. Vì vậy mà TT mong quý vị ủng hộ và support cái channel này và subscribe. Channel này TT sẽ tập trung về những về fashion, những cái kinh nghiệm mà TT có được, hoặc là photography, hình ảnh, nấu ăn, hoặc là review những cái products để làm cho các chị em của chúng ta có một đời sống thú vị hơn. Thì ngày hôm nay, đã lâu rồi, khoảng hơn một năm rồi TT mới post lại cái video đầu tiên. Và một cái topic mà tất cả các chị em thường hay nói TT chia sẻ đó là cách nào để chụp hình ra một cái bức ảnh mà độc đáo để cho mình làm kỷ niệm. Thì TT rất là may mắn được làm việc với rất là nhiều photographer giỏi, talented, và có cơ hội chụp được những cái album hình rất là đẹp. Và để được một cái album hình đẹp thì nó phải trải qua nhiều giai đoạn. Và ngày hôm nay thì TT sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mà mình có được kinh nghiệm hiểu biết. Mặc dù là TT chiều cao không có cao lắm, nhưng mà mình cũng được có cơ hội vào hỏi và mình research rất là nhiều để có được những tấm ảnh để đời mà sau này mình nhìn lại thì mình nghĩ là mình đã làm được và chụp được những cái hình ảnh rất là độc đáo mà mình cảm thấy rất là vui. Thì ngày hôm nay TT sẽ chia sẻ những cái step cho quý vị. Thì TT có cái list ngay đây. Thì thứ nhất, để có một cái album hình đẹp, mình không cần phải làm supermodel hay là thân hình đẹp. Quan trọng là những cái sự chuẩn bị mà mình phải chuẩn bị trước khi mình đi tới cái nơi mà chụp hình và để chụp hình. Thì TT có list ra một vài những cái steps để cho mình chuẩn bị. Thì thứ nhất là ý tưởng. Khi mà mình chụp một cái album thì TT sẽ ra một cái ý tưởng. Ý tưởng đó có thể là kéo dài cả một năm, hay là một vài tháng, hoặc là trong vòng 2-3 ngày. Thì tùy theo, thì sẽ lên một cái ý tưởng gọi là cái theme. Và trong khi đó thì mình sẽ nói, ồ, cái mùa thu đẹp quá. Ví dụ thì mình sẽ nói là năm nay mình sẽ làm cái nàng thu với cảnh như thế nào, mình muốn truyền tải trong cái hình của mình là vui hay buồn, mùa thu buồn như thế nào. Thì lúc đó mình và cái người nhiếp ảnh gia sẽ cùng làm việc với nhau. Có khi cái idea đó là nhiếp ảnh gia đem ra cho mình biết và làm việc chung với nhau, gọi là một cái theme. Ví dụ giống như là mùa thu thì mình muốn rất là mùa thu buồn, ảm đạm như thế nào, thì mình phải chờ cái ngày đó không phải là một cái ngày thu tươi vui, màu sắc nhiều, mà nó phải lá rụng đi như thế nào đó. Và sau đó thì mình sẽ research. Thì có những cái site quý vị có thể tìm là Instagram, hoặc là Google, hoặc là Pinterest, để tìm cái hình ảnh nào mà muốn cái mood của mình trong cái album đó. Thì sau khi mình research hết rồi thì cái step thứ hai đó là chuẩn bị costume, là chuẩn bị trang phục cho mình. Thì có thể là những cái gì mình có sẵn. Thì mình TT, những người photographer thích TT cộng tác chung là tại vì TT biết may đồ và có những cái bộ đồ rất là cầu kỳ. Vì vậy mà giống như là sự trao đổi hai bên thì TT sẽ làm những cái costume rất là dài, hoặc là rất là bợ để cho nó đẹp trong cái hình đó. Thì là nó cũng đòi hỏi rất là nhiều thời gian để mà chuẩn bị. Hoặc là quý vị có thể là research online, có những cái last minute mà TT có những cái team rất là dễ thương, thì TT sẽ đi lên Amazon hay là như thế nào đó để tìm những cái bộ đồ nó phù hợp, mà thời gian shipping có thể là trong vòng 2-3 ngày một cái giá phải chăng. Thì cũng đó là những cái nơi mà TT tìm đến, hoặc là những bộ đồ mình có sẵn mà phải may như thế nào, hay là trao đổi với bạn bè. Và kế tiếp là
sự chuẩn bị kiểu dáng. Thì cái này rất là quan trọng quý vị. Này đòi hỏi nhiều sự practice, là chúng ta phải tập luyện và phải để ý. Thì bây giờ Vicky sẽ chia sẻ cho quý vị những cái tạo kiểu dáng hoặc là cái thần thái, cái facial expression trong cái cho cái buổi chụp hình của mình. Thì trước hết chúng ta phải tập kiểu dáng, và chúng ta cũng nên biết là cái phần nào bên mặt của chúng ta được đẹp hơn. Nếu mà trong studio thì rất là dễ dàng, tại vì mình có thể quay ánh sáng vừa đều đặn. Nhưng mà ở bên ngoài thì nó có những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến cái góc cạnh mặt của mình. Nhiều lúc ánh sáng ở bên đây thì bắt buộc mình phải hướng về ánh sáng, vì vậy mà mình không thể nào show ra cái mặt bên phía trái của mình được, hoặc là hướng gió, cho nên nó sẽ thay đổi theo thời tiết và ánh sáng. Nhưng mà chúng ta vẫn nên biết để chuẩn bị. Thì có những cái pose mà Titi sẽ chia sẻ với quý vị. Khi mà quý vị đứng tạo dáng thì những cái hình ảnh Titi nói ở đây nó có nhiều loại khác nhau. Đặc biệt trong cái video này, Titi sẽ chia sẻ về chụp hình ở ngoài trời, ngoài cảnh. Vì vậy mà sẽ lấy nguyên cái cảnh background và cái dáng của mình nhiều hơn là chụp close up. Tại vì chụp mà gần hoặc là chụp với sản phẩm nó lại là một cái vấn đề khác và phức tạp hơn rất là nhiều. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cách tạo dáng và thần thái. Thì giống như hồi nãy Titi nói, chúng ta cũng nên biết là bên nào hoặc là bên ngồi chúng ta cái đường cong bên nào nó đẹp hơn. Nhưng mà những cái căn bản mà Titi sẽ chia sẻ thì thứ nhất, khi mà quý vị đứng, quý vị pose, quý vị coi những cái hình ảnh mà quý vị muốn tạo dáng ra, nó có những cái câu chuyện. Nếu mà nó là buồn thì mình phải nhìn xa xăm, hoặc là tạo dáng như thế nào để hướng về một cái nơi xa xăm để create một cái story, tạo nên một câu chuyện trong đó. Thì khi mà mình ở ngoài thì mình cần tạo dáng và tạo dáng to hơn, chứ không phải là khép nét, hoặc là tùy cái costume bộ đồ của mình. Nhưng mà cái quan trọng lúc nào mà Titi cũng chia sẻ với các chị đó là hóp bụng vô và tạo cho mình một cái đường cong, là cong cái mông ra quý vị, và nâng cái phần ngực của mình lên. Đó là cái nền tạo dáng, là trước hết là mình đã có một cái đường cong để chuyển. Thay vì mình đứng như vậy thì bây giờ mình sẽ nâng cái người mình cao hơn, nâng cái ngực cao hơn, và mình thóp cái bụng vô và cong cái chân mình ra. Thì khi mà mình cái cong thì cái chân bên này của mình sẽ hướng ra một chút, và mình cong để tạo cái đường eo của mình nó nhỏ gọn lại. Đó là điều thứ nhất. Thì quý vị có thể đứng như vậy hướng về ánh sáng, hoặc là quay như vậy thì chúng ta cũng đã có cái đường cong và cái đường eo. Và đó là vấn đề làm dáng như Tiên nói. Thì khi mà ra bên ngoài nó sẽ có những cái ảnh hưởng, giống như đồ dốc, đứng trên cây hoặc là đứng trên tuyết, thì nó sẽ rất là khó cho quý vị tạo dáng. Nhưng mà quý vị cứ nhớ cái basic là trước hết là hóp bụng, cong mông và hướng ngực ra để cho mình có một cái đường cong trước đã. Và thứ hai là vấn đề tay và ngón tay. Cái này nó rất là khó, cho nên quý vị cứ phải tập, giống như là những cái người diễn viên múa thì họ sẽ tạo dáng rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta phải đòi học sự tập luyện, thì chúng ta không phải cần phải cầu kỳ ngón tay, nhưng mà chúng ta cứ tập. Ví dụ vậy, mình tạo dáng như vậy mà không được, cứ giống như mình đang múa vậy, tay giơ ra như vậy. Vậy cứ giống như là múa vậy quý vị, nhẹ nhàng thôi. Rồi một điều nữa mà Titi cũng hay mắc phải, đó là cái phân khi mà mình hướng ngực lên, mình hay quên, mình hay... Quý vị nhớ là quý vị lúc nào mình hướng cái người lên nhé, đừng có gồm xuống như vậy. Mình sẽ có giống như là double chin, nên cái đầu của mình, cái cổ của mình nhiều lúc mình phải hướng ra một chút, không phải là mình giơ lên hết, mình cũng phải không có gục xuống như vậy. Như Titi đã chia sẻ thì cái video này Titi nói về chụp hình ngoại cảnh, khi chúng ta lấy khung cảnh và cái dáng. Nhưng mà một điều quan trọng quý vị
phải nhớ đó là cái thần thái trên cái khuôn mặt và ánh mắt của mình. Cái facial expression rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta nên tập ngay trước gương. Thì thứ nhất thì quý vị sẽ ngồi ngay cái gương đó và quý vị nhìn cái khuôn mặt mình và tìm hiểu cái khuôn mặt mình nó có những cái điểm nào nó đẹp và có những điểm nào chưa được đẹp thì chúng ta đẹp khoe xấu che. Hoặc là bên phải của mình nó sẽ đẹp hơn bên trái vì trên khuôn mặt của mình nó không bao giờ đồng đều. Có khi cái mắt bên này nó sụp mí, bên này thì cái mí nó đẹp hơn. Hoặc là lỗ mũi bên này nó gọn hơn lỗ mũi bên kia, hoặc cái môi bên này nó nhếch hơn bên nào. Thì chúng ta phải tìm hiểu từng cái nét trên khuôn mặt của mình để khi mà quý vị đi ra chụp hình, quý vị sẽ biết là show về cái hướng nào. Giống như Titi biết là cái khuôn mặt của mình đó sẽ đẹp nhất trên hình, đó là 3/4, có nghĩa là không phải là thẳng nhất, tại vì những cái nét này nó tròn nên Titi sẽ chụp 3/4 và nhìn mắt như vậy thì sẽ là đẹp nhất. Đấy, thì quý vị cũng nên tìm hiểu. Rồi cái thứ hai là trên cái khuôn mặt của mình nó có những cái face feature giống như là cái miệng của mình là nó moving được và mình phải tập với nó, hoặc là ánh mắt. Thì trước hết Titi sẽ nói về cái khẩu hình miệng và cái môi. Mình phải biết là mình cười thế nào để lên cái hình cho nó đẹp, hoặc là cười thế nào để nó phù hợp với cái tim của mình. Giống như cười kiểu hoa hậu thì người ta sẽ cười vậy, cười tươi hoặc là cười thả ga, thì là những cái tấm hình mà spontaneously, khoảng khắc moment thì nó sẽ rất là tự nhiên. Mỗi khi chúng ta tập thì chúng ta phải biết chúng ta cười như thế nào, hoặc là cái khẩu hình của mình như thế nào thì nó sẽ đẹp và nó sexy. Giống như sau này hồi xưa Titi thì cái môi nó cong xuống như vậy, nhìn thấy nó không được đẹp. Nhưng mà sau này mình tìm hiểu thì mình nói mình có thể là cong cái môi xuống nó ra cái hình môi trái tim, hở miệng ra thì nó sẽ show ra hai cái răng thỏ. Là mình cười. Và có những cái nụ cười mà mình phải tập để cho mình biết là mình cười như thế nào nó phù hợp với cái khung cảnh, cái tim của nó. Và thứ hai là quan trọng, và cũng là cái điều quan trọng nhất, đó là ánh mắt khi chúng ta cười. Không phải là chúng ta chỉ cười bằng cái môi, chúng ta phải cười bằng cái mắt. Thể hiện qua ánh mắt. Vì vậy mà khi mà cái hình cũng vậy, chúng ta cũng phải tập là cái mắt của mình như thế nào. Thí dụ mình muốn một tấm hình xa xăm, buồn vời vợ, nhớ về một cái người nào đó, thì chúng ta sẽ tạo dáng và chúng ta nhìn giống như là nhìn vào Google. Và khi mà Võ Nhòm nói là nhìn thẳng vào camera thì chúng ta cũng nhìn về hướng camera, nhưng mà chúng ta không suy nghĩ gì, không phải là nhìn về cái điểm đó mà nó thả cái mắt nó trôi đi. Và chúng ta không trợn nhá, có cái những cái độ mà giống như là hí mắt mở to trợn ra như vậy thì rất là dữ. Cái này nhiều người họ cứ trợn vài mà không biết là họ trợn, họ tưởng họ cười, mà cái mắt của mình chỉ để trong một cái natural, một cái mà cái phần mở mà nó tự nhiên nhất, thả lỏng cái muscle mắt. Và trong khi chụp hình chúng ta cũng nên nghĩ về một cái cúc chuyện tình thương đau như thế nào, hoặc một cái gì buồn thì mình thả vô thôi. Có những cái bức hình mà mình có thể thả vô và cái mắt mình nó sẽ có những cái nỗi buồn, có những cái nét long lanh thể hiện ra thì cái bức hình nó sẽ ra rất là đẹp. Đó là một cái vài cái nét. Thì quý vị giống như bây giờ quý vị đã có camera rồi, quý vị có thể selfie để biết là cái angle này của tôi đẹp, cái mắt bên này của tôi đẹp, hoặc cái khẩu hình miệng của tôi nó như thế nào sẽ đẹp hơn khi tôi buồn. Tôi không có cong miệng tôi xuống, tôi vẫn làm theo một cái nét mà không phải là cười, nhưng mà làm sao cho cái khẩu hình miệng hoặc là cái khẩu hình mắt, và ánh mắt và khẩu hình miệng.
Rồi kế tiếp thì Titi sẽ chia sẻ cho quý vị, cho quý vị xem một vài hình ảnh mà Titi đi chụp ở ngoài trời. Cái team này, cái photoshoot session này chỉ quyết định trong vòng một ngày, ngày hôm trước, ngày hôm sau hẹn và ngày hôm sau là đi ngay, cho nên rất là gấp. Và khi mà quý vị xem thì quý vị sẽ thấy là hoàn toàn những cái gì mà Titi nói quý vị chuẩn bị nó hoàn toàn không có, là tại vì do thời tiết và cái nơi chốn nó, lúc mà Titi đứng trên đá thì nó rất là trơn và khi lạnh á, thì cái tóc nó bị sụp xuống, cho nên đa số là Titi sẽ không có tạo dáng rất là nhiều. Cứ thấy quý vị cứ thấy Titi là vuốt tóc tại vì mình muốn cái tóc của mình nó phồng phềnh bay, cho nên là quý vị khó thấy Titi sẽ tạo dáng mà cứ thấy là thảy tóc ra, rồi khó cho quý vị thấy. Nhưng mà Titi bảo đảm khi mà cái bức hình, cái set hình này ra thì quý vị sẽ thấy nó đẹp vô cùng. Dù sao đi nữa nó cũng đã có những cái sự chuẩn bị hoặc là những cái kinh nghiệm mà Titi có và những cái độ chịu chơi của mình, thì bây giờ Titi sẽ cho quý vị chia sẻ cho quý vị thấy là Titi chuẩn bị như thế nào nhé. Thì trước hết Titi chuẩn bị cái lược, rồi những cái đồ touch up trong make up, nước và cái gương tùy theo thời tiết. Rồi Titi cũng mang theo một cái ghế như vậy. Thường thường Titi sẽ mang giày thấp, bảo đảm an toàn, không mang giày cao gót. Và mang cái ghế này theo thì nghĩ là hôm nay là trời sẽ có tuyết nên mang cái ghế hơi cao một chút. Và cái giỏ to này Titi có thể đựng tất cả những gì mà mình có thể đựng, thì sẽ bỏ cái ghế vô đây. Đó, đây là những cái túi mà Titi bỏ những cái đồ cần thiết để mang theo, just in case mình soi gương hay là nhìn lại. Còn đây là trang phục, là cái costume. Rồi ngày hôm nay trời cũng rất là lạnh, hình như nhiệt độ là -5 độ, cho Titi mặc cái quần thay này và ở trong nó có một cái lớp dày như vậy để cho giữ cho mình ấm ở dưới. Rồi đây là make up của ngày hôm nay, tại vì nghĩ là ở ngoài sẽ lạnh và cái mặt của mình nó nhợt nhạt, vì vậy mà Titi make up hơi đậm, giống như là cái môi son cho đậm để chụp mà hơi lâu nó có bay ra thì mình vẫn giữ được cái môi son đỏ. Và đây là nơi ngoài bãi biển với những tảng đá đóng băng rất là trơn quý vị, đó không bị té xuống. Rồi bây giờ quý vị có thể nhìn behind the scene nhé. Thank you.
quý vị có thể là cái video này hơi dài, nhưng mà Titi xin cảm ơn tất cả các chị em đã nán đến giây phút này và theo dõi cái video. Titi mong rằng cái video này của Titi có thể giúp ích cho quý vị, cho các chị em có một cái album để đời, để cho khi mà sau này mình nhìn lại nó, wow, mình đã có những cái bức ảnh rất là đẹp và rất là độc đáo, mà mình nhìn lại mình thấy hãnh diện với bản thân mình đó. Titi mong mỏi là quý vị sẽ có những cái album hình rất là đẹp, và các chị em nào mà sau này chụp được những cái album hình đẹp thì Titi rất mong mỏi được nhìn thấy những cái hình ảnh đó, vì đó là những cái động lực cho Titi làm video. Khi mà mình chia sẻ cái gì mà các chị em áp dụng mà nó thành công thì mình cảm thấy rất là hứng thú và mình muốn làm nhiều video nữa để giúp cho các chị em được có những cái thành công hoặc là có những cái điều thú vị trong cuộc sống. Vì vậy thì nếu mà quý vị thích cái video này thì xin quý vị subscribe to cái channel của Titi Hồng Anh và xin nhấn cái nút notification button. Rồi quý vị có những cái tip gì thêm, quý vị nào mà có những cái tip gì mà có thể chia sẻ với những cái chị em khác thì cứ comment ở dưới, thì sẽ đọc tất cả những comment và để lấy cái kinh nghiệm cho mình và cho những người khác học hỏi để chúng ta có những cái bức hình ảnh đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin quý vị nhấn nút like và share cái video này, đồng thời đừng quên nhấn nút subscribe với channel Titi Hồng Anh. Xin cảm ơn quý vị và xin gặp lại quý vị trong video sau.